Paris Saint-Germain, gọi tắt là PSG, là một câu lạc bộ hàng đầu nước Pháp. Đây là nơi quy tụ nhiều siêu sao nổi tiếng như Messi, Neymar, Mbappe. Và sẽ ra sao nếu PSG chỉ toàn những cầu thủ mang quốc tịch Pháp? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua video này nhé. Thì để xây dựng một câu lạc bộ toàn là những cầu thủ Pháp thì những Neymar hay là Messi, Donnarumma đều sẽ bị bán đi cho những câu lạc bộ khác. Và oh my god, PSG cấp cho chúng ta tận 1 tỷ bảng Anh để có thể mua sắm trong kỳ chuyển nhượng này này. Ôi, đây có vẻ như sẽ là một mùa mua sắm cực kỳ bận rộn đây. Thì ok, để mình lên thị trường chuyển nhượng bán những cầu thủ mà chúng ta không cần và mua những cầu thủ Pháp mà chúng ta cần ha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và đây, có thể nói là bản hợp đồng cuối cùng của chúng ta, đó chính là Karim Benzema, quả bóng vàng của thế giới năm 2022. Đây là một bổ sung cực kỳ chất lượng cho đội hình PSG của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ bỏ Benzema vô đội hình. Đây, Benzema sẽ được đá cặp với lại Mbappe. Đây là đội hình Pháp chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ xem qua. Thì chúng ta có Benzema và Kylian Mbappe ở vị trí tiền đạo. Còn vị trí tiền vệ tấn công chúng ta sẽ có Naby Fekir. Còn tiền vệ trung tâm chúng ta sẽ có Thomas Lemar và Paul Pogba, một người đã mất tích rất là lâu ha. Chúng ta bây giờ khá là ít thấy anh đá trên sân cỏ. Còn đây là Tutmanelli, một wonder kid, có thể nói là học tương lai sáng của bóng đá Pháp nè. Và hậu vệ thì chúng ta có Kimpembe và Hernandez. Còn bên này thì chúng ta sẽ có Theo Hernandez đá vị trí hậu vệ cánh trái, và Koundé đến từ Barca sẽ đá vị trí hậu vệ cánh phải. Và cuối cùng là thủ môn, chúng ta sẽ có Maignan đến từ AC Milan sẽ là thủ môn chính của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ có những cầu thủ dự bị cũng rất là đỉnh cao như là Gündoğan nè, Camavinga tài năng trẻ nè, rồi Saliba và Dembele. Và ok, chúng ta đã trải qua một nửa mùa giải rồi. Thì để xem PSG chúng ta đang đứng ở hạng thứ mấy ha. PSG đang đứng ở hạng 2 với 38 điểm, kém Olympique Marseille đang đứng đầu bảng là 2 điểm. Đây là một thành tích cũng khá là tốt rồi đó. Còn về Champions League thì chúng ta đã vượt qua vòng bảng vị trí thứ 2 sau Juventus và sẽ đối đầu với lại Porto ở vòng 16 đội. Còn về thành tích cá nhân thì người ghi bàn nhiều nhất không ai khác chính là Kylian Mbappe với 17 bàn thắng. Đứng thứ hai là Karim Benzema với 10 bàn thắng. Còn về kiến tạo thì Thomas Lemar đang đứng đầu với 9 bàn thắng. Còn Kylian Mbappe đang đứng hạng 2 với 6 bàn thắng. Wow, Kylian Mbappe đã quá cháy luôn mấy bạn ơi. Mọi người hãy cùng đoán xem là cuối mùa giải này Mbappe sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng ha. Thì mình nghĩ cũng phải trên 30 bàn thắng đó. Và mùa giải đầu tiên đã kết thúc rồi. Thì không biết là PSG của chúng ta sẽ đứng hạng mấy đây. Chúng ta hãy cùng xem nha. Wow, mình đã thấy PSG đây đứng hạng nhất rồi với 93 điểm. Bỏ xa vị trí thứ hai là Olympique Marseille với 7 điểm luôn. Quá ghê gớm. Còn về Champions League thì rất tiếc chúng ta đã để thua Porto ở vòng 16 đội với tỷ số là 5-4. Khá là đáng tiếc ha. Wow, và đúng là không ngoài dự đoán của mình thì Mbappe đã ghi trên 30 bàn thắng, cụ thể là 38 bàn ở mùa giải này và có 14 kiến tạo, khá là nhiều ha. Còn đứng thứ hai là Karim Benzema với 26 bàn thắng và 11 kiến tạo. Và về kiến tạo thì Mbappe cũng đứng hạng nhất luôn. Mbappe vừa là vua phá lưới vừa là chùm kiến tạo, quá kinh khủng. Và đây là đội hình của chúng ta ở cuối mùa giải. Thì mùa giải này mình đã giành được chức vô địch League One rồi. Thì trong mùa giải tiếp theo thì mình sẽ tập trung vào cúp C1, đó chính là Champions League. Rồi thì ok, chúng ta cùng đến với mùa giải thứ hai thôi nào. Và ok, chúng ta đã trải qua được nửa mùa giải thứ hai rồi. Để xem coi chúng ta đang đứng hạng mấy ha. Đây, wow, ở League One thì chúng ta đang giữ hạng nhất với 52 điểm, cách đội thứ hai với 5 điểm, đây một chí khá là an toàn luôn. Rồi để xem Champions League ha. Wow, có vẻ như là Champions League chúng ta đã vượt qua được vòng bảng với 9 điểm, đứng hạng 2 sau Atletico Madrid và chơi ở vòng 16 đội. Và chúng ta có trận đối đầu với lại Arsenal, đây là trận đấu khá thú vị á. Còn về thành tích cá nhân thì wow, mới 26 trận đấu thôi mà Mbappe đã có 24 bàn thắng rồi. Đây là con quái vật thực sự rồi, quá kinh khủng.
và đứng thứ hai là Naby Fekir với 16 bàn thắng. Còn về kiến tạo thì có vẻ đội chúng ta kiến tạo khá là ít ha. Thì có Mbappe vẫn đứng đầu danh sách kiến tạo luôn, vừa là vua phá lưới vừa kiến tạo nữa. Và đây chúng ta hãy cùng đến với trận lượt đi ở vòng 16 đội giữa PSG và Arsenal để xem chúng ta có giành được chiến thắng hay không nha. Nếu được thì quá tốt rồi, còn nếu không thì trận lượt về khá là khó khăn. Wow, chúng ta giành chiến thắng được 3-1 luôn, quá tuyệt vời. Người ghi bàn là Ousmane Dembele, Kylian Mbappe và bỏ quả bóng vàng Benzema. Còn đây là trận lượt về, trận này chúng ta chỉ cần thua không quá 2 bàn là ok rồi. Để xem nữa coi chúng ta có thể vượt qua được Arsenal hay không. Và ok, mùa giải thứ hai cũng đã kết thúc rồi. Để coi là chúng ta đã đứng hạng mấy đây. Wow, và chúng ta vẫn đứng hạng nhất với 97 điểm, bỏ xa đội thứ hai là 10 điểm luôn. Quá là tốt luôn. Còn về thành tích cá nhân thì người ghi bàn nhiều nhất không ai khác vẫn chính là Kylian Mbappe với 40 bàn thắng, hơn mùa trước là 38 bàn thắng, bây giờ là 40 bàn thắng. Quá kinh khủng luôn. Theo sau là Naby Fekir với 22 bàn thắng. Còn Benzema thì có vẻ là do đã quá lớn tuổi rồi nên anh không còn giữ được phong độ như trước nữa. Và Mbappe cũng là người kiến tạo nhiều nhất cả đội. Có vẻ như Mbappe đang gánh cả PSG này. Và ok, tổng hợp lại thì sau 2 mùa giải thì chúng ta đã giành được 2 chiếc cúp vô địch League One rồi. Nhưng mà nó cũng không ý nghĩa gì nhiều bằng chiếc cúp vô địch Champions League. Thì chúng ta đã để vụt mất nó ở 2 mùa giải rồi. Thì mình nghĩ là trong mùa giải tiếp theo mình sẽ tập trung vô cúp Champions League, chúng ta sẽ không cần quan tâm đến League One nữa. Nếu mình không giành được chức vô địch Champions League mùa sau thì mình sẽ từ chức huấn luyện viên của PSG luôn. Rồi, thì ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với mùa giải thứ 3 thôi. Oh my god, mình thật là ngu ngốc khi mà quên gia hạn hợp đồng với Kimpembe và Kimpembe đã rời đi. Nhưng mà không sao, mình đã có một mua một cái tên mới, đó chính là Upamecano từ Bayern Munich. Và bây giờ mình sẽ bỏ bản hợp đồng mới vào, đó chính là Upamecano, chỉ số 86, khá là ngon ha. Đây, Kimpembe đã rời bỏ chúng ta rồi. Bây giờ không phải là rời bỏ mà tại vì mình quên ký hợp đồng thôi, nên là Kimpembe đã giận và bỏ đi. Ok, có vẻ là đã trôi qua nửa mùa giải rồi đó. Chúng ta hãy coi bảng xếp hạng. Lúc này chúng ta đang đứng hạng nhất với 47 điểm nè, bằng điểm với lại đội hạng 2 là Olympique Marseille với 47 điểm. Còn về Champions League để xem chúng ta có vượt qua vòng bảng hay không. Thì đây, chúng ta đã vượt qua vòng bảng với 5 trận thắng và 1 trận thua, có 15 điểm và đang đứng nhất bảng. Chúng ta đã chơi vòng 16 đội và vòng 16 đội chúng ta sẽ gặp Manchester United. Wow, đây là một đội cũng khá là mạnh đó. Và ok, chúng ta đang đến trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Manchester City. Đây là trận đấu lượt về ở bán kết Champions League. Và ở lượt đi thì chúng ta đã hòa Man City với tỷ số là 2 đều rồi. Thì trận đấu này sẽ quyết định coi ai sẽ là người được đi tiếp vào vòng chung kết. Đây, lần này là Ousmane Dembele. Dembele sút không vào. Ederson bắt quá tốt. Đây rồi, Mbappe đang đối mặt thủ môn. Mbappe vào. Tỷ số là 1-0 cho PSG. Người mở bàn thắng chính là Kylian Mbappe sau một tình huống chạy đối mặt với thủ môn. Oh no, trời ơi. Vậy mà cũng vô được nữa. Trận đấu đã được quân bình tỷ số với pha đánh đầu của cầu thủ mang số 14. Ảo thiệt chứ, đứng vậy mà vẫn đánh đầu được à. Đấy, vẫn đánh đầu vào. Thủ môn bắt trúng banh rồi nhưng mà rất tiếc là đã văng vào lưới. Đây rồi, đây là Naby Fekir. Naby Fekir đang đối mặt cái thủ môn. Naby Fekir không vào. Ederson đã cản phá được cú đá của Naby Fekir. Mbappe đang có bóng. Mbappe, tốc độ của Mbappe. Sút vào. Quá tuyệt vời. PSG lại một lần nữa vươn lên dẫn trước với lại là bàn thắng của Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe đã có cú đúp trong trận đấu này rồi. Liệu không biết trong ngày hôm nay anh có thể ghi được hat-trick và giúp PSG chơi ở trận chung kết hay không? Ôi trời ơi, hàng thủ chơi gì vậy? Quá chống chạy cho Julian Alvarez luôn. Ồ, thì hình như là việt vị rồi, hên quá. Ôi trời ơi, sao hàng thủ chơi gì kỳ vậy? Trời ơi, Haaland đã ghi bàn rồi và đã quân bình tỷ số 2-2 rồi. Trận đấu đang rất là khó khăn đây, hàng thủ chạy quá chậm luôn để cho Haaland vượt qua và ghi bàn. Ô đô, không ổn rồi. Ôi, ta đã bị thủng lưới thêm một lần nữa, hàng thủ chơi rất là không chắc chắn luôn. Đây rồi, Mbappe, 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 Lehmann, oh my god, chúng ta đã quân bình được tỷ số rồi, người ghi bàn hình như là Thomas Lehmann. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Đây, Mbappe đã không thành công khi dứt điểm và bóng đã tìm đến chân của Thomas Lehmann và anh đã rất nhanh chân ghi bàn và quân bình tỷ số 3-2 cho PSG. Trận đấu đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Đây rồi, Ousmane Dembele có ghi bàn được hay không? Sút! Oh my god! Vào rồi! Trời ơi, lại một lần nữa. PSG dựng lên dẫn trước với tỷ số là 4-3. Và bàn thắng là do công của Dembele. Các cầu thủ dự bị của PSG cũng đã lao ra ăn mừng cùng với các cầu thủ đội hình xuất phát rồi. Đây là trận đấu rất là tuyệt vời. Ôi trời ơi, chúng ta lại tỷ số được quân bình rồi. Sau pha cản phá không thành công của thủ thành Magna. Đây rồi, Mbappe này có bóng, tốc độ của Mbappe, Mbappe còn khá là... Mbappe, vào, oh my god, lại vào rồi, Mbappe đã có hat-trick. Oh, phút 108 của trận đấu, Mbappe đã có hat-trick. Và PSG lại thêm một lần nữa vươn lên dẫn trước với bàn thắng do công của Mbappe. Quá tuyệt vời, Mbappe, cú tinh của PSG. Bàn thắng một cú vẫy má ngoài rất là tuyệt đẹp của Mbappe. Oh, what the hell? Một pha nã đầy bác của Haaland được quân bình tỷ số 5-2. Cái gì vậy xảy ra vậy? Haaland. Bên chúng ta có Mbappe thì bên Man City lại có Erling Haaland. What? Đây một pha sút từ ngoài vòng cấm, quá là ảo diệu. Và trận đấu đã kết thúc rồi và chúng ta đang bước vào loạt sút lân lưu. Đây là rất là căng thẳng luôn. Người sút đầu tiên là Kevin De Bruyne và chúng ta đã đoán sai hướng rồi. Tiếp theo là Kylian Mbappe, để xem Mbappe có thể ghi bàn được hay không. Mbappe sút vào, rất tốt dành cho Mbappe. Người tiếp theo chính là Bellerini. Wow, Bellerini đá giữa. Wow, rất là căng thẳng luôn. Tiếp theo là Ousmane Dembele. Dembele, một pha sút rất là dũng mãnh. Đây là người đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Ôi, đáng đúng hướng nhưng mà với không tới. Quá đáng tiếc. Hussein Awa là người thực hiện cú sút tiếp theo. Và anh cũng đã thành công. Tiếp theo là Erling Haaland. Wow, rất là khó khăn luôn. Wow, thủ thành Magna đã cản được cú sút của Erling Haaland rồi. Đây là lợi thế rất lớn dành cho PSG. Người tiếp theo là Thomas Lehmann. Wow, quá tuyệt vời, Thomas Lehmann. Đây là cú sút cuối cùng của Man City do Enzo Fernandez, người Argentina thực hiện, để xem thủ thành của chúng ta có cản phá được hay không. Wow, không được rồi. Vậy là niềm hy vọng của PSG sẽ đặt lên đôi vai của Tutmanelli. Để xem
anh có thực hiện thành công hay không đây. Rất là căng thẳng. Tút má này đi. Không vào. Không thể tin được. Đây là Phil Foden. Phil Foden đã thực hiện thành công quả đá phạt rồi. Đây là Camavinga. Camavinga sẽ sút ở đâu đây? Camavinga. Camavinga vào. Rất tuyệt vời. Sút lực lưu này đang rất là căng thẳng. Ôi không được rồi. Đây là Theo Hernandez. Theo Hernandez có vẻ hơi yếu rồi. Wow. Không thể tin được. Chúng ta đã bị loại khỏi cúp C1 một lần nữa. Quá đáng tiếc cho BSG. Một trận đấu quá là hay nhưng mà may mắn đã không mỉm cười với lại BSG rồi. Và sau khi kết thúc mùa giải thì chúng ta lại một lần nữa vô địch được League One. Chúng ta đã vô địch League One được 3 mùa liên tiếp rồi. Còn về Champions League thì rất tiếc là chúng ta đã thua Man City ở vòng bán kết với tỷ số là 6-5 trên chấm phạt đền. Và trận đấu lượt về là tỷ số 5 đều, đây là trận đấu rất là điên rồ luôn. Còn về thành tích cá nhân thì dĩ nhiên người dẫn đầu danh sách vua phá lưới vẫn là Kylian Mbappe với 37 bàn thắng. Đứng thứ hai là Naby Fekir với 27 bàn thắng. Còn về kiến tạo thì Mbappe cũng là người đứng đầu luôn, 21 pha kiến tạo. Và Kolo Muani là người đứng thứ hai với 12 pha kiến tạo. Và yeah, như mình nói thì nếu mùa giải này mình không giành được chức vô địch Champions League thì mình sẽ từ chức huấn luyện viên của PSG. Ok, thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ lại cho mình một like, subscribe. Và nếu các bạn có đóng góp ý kiến hoặc là có thử thách nào dành cho mình thì nhớ để lại comment bên dưới nha. Ok, bye mọi người.